Xin chào anh em, phiên bản cập nhật mới đây rồi. Lần này chỉnh sửa nhá, đánh mạnh vào vị trí đi rừng và vị tướng đi đường mid rất hot. Chỉnh sửa cả tướng và trang bị, chắc chắn sẽ rất là nhiều vị tướng bị giảm và tăng gián tiếp cho mà xem. Tiền gì thì chắc rằng có tướng thủ của các bạn đó. Chảm Game cảm ơn anh em đã like video này và đăng ký kênh ủng hộ. Nhưng tuyệt vời nhất là anh em để chia sẻ video với bạn của mình để họ không tối cổ nhá. Vào việc thôi. Mùng 8/8 siêu sale giảm 50%, tới ngày tiền gì shop.vn săn ác vip nào. Săn sale ác liên quân giảm giá 50%. Sự kiện hot săn quy chưa từng có, chỉ từ 10k cùng siêu sale ngày mùng 8/8. Xà kho ác liên quân vô tận đầy đủ mức giá cho anh em lựa chọn. Đi hot giá sốc chứa tại tiền gì shop.vn từ mùng 8/8 đến 12/8 này. Nắc đốt, ở lần cập nhật bổ sung lần 1, nắc đốt bị thay đổi cơ chế tính sát thương từ công vật lý trở thành công vật lý cộng thêm ở bộ kỹ năng, dẫn đến việc các bạn phải thay đổi một chút lối trang bị nếu các bạn muốn chém đau hơn. Thì ở bản cập nhật này ở máy chủ thử nghiệm, nắc đốt được gia tăng về cái lượng sát thương có thể gây ra ở cả chiêu 1 và chiêu 2. Việc tăng sức mạnh lại cho nắc đốt là khá dễ hiểu khi mà nhà làm game ấy, họ đang hướng tới nắc đốt lên kiếm truy hồn, mà trang bị này ấy, tại máy chủ thử nghiệm đã được chỉnh sửa thêm, đó chính là 75 xuyên giáp. Và cũng có thể là sắp tới nắc đốt có thêm bộ trang phục nghe nói là hợp tác với vương giả Vinh Diệu đấy. Tất cả đều có lý do để chỉnh sửa cả nhá. Còn anh em có hào hứng không nào? Đồ mới, chắc không bị nói đạo nhái gì đâu. Là trang bị cấp 2 của triệu mừng đồ và mặt nạ Berit, tối ưu hóa sức mạnh đầu game của hai trang bị này. Giá rẻ, hiệu quả cao khi các bạn muốn lên triệu bùng nổ. Ví dụ Rat có thể lên đồ cấp 2 trước, lên sách, sau đó hoàn thành triệu bùng nổ sau. Quá tiện lợi đúng không nào? Hiệu quả khác gì nhau đâu. Hãy kể tên các vị tướng được hưởng lợi đi. Mặt nạ Berit sẽ bị hiệu chỉnh căng hơn. Khi các bạn lên đồ cấp 2, vẫn là hiệu ứng của triệu bùng nổ. Khi các bạn hoàn thành đồ cấp 3 của mặt nạ Berit, các bạn sẽ có hiệu ứng của mặt nạ Berit hiện tại. Nhưng các bạn sẽ không có giáp, mà đổi cái lượng giáp các bạn có thành cái lượng máu. Anh em chơi sát thủ có khi lại vui. Các vị tướng hot ảnh hưởng như Rat nè, Lidiana hay kể cả là Laurel, quá tuyệt vời đúng không nào? Từ triệu bùng nổ nè, rồi từ mặt nạ Berit, các bạn có thích các công thức mới và trang bị mới này không? Hãy comment dưới video về sự thay đổi này nhé. Moren, đợt chỉnh sửa trước Moren tại máy thử nghiệm được tăng nhẹ về tầm bắn, nhưng nhận thấy là chưa đủ nên sắp tới Moren sẽ được buff thêm cả ở chiêu 1 và chiêu 2. Khi mà chiêu 1 nhá, giảm thời gian hồi chiêu, đồng thời cơ chế hồi chiêu được thay đổi tối ưu hơn. Còn chiêu 2, Moren sẽ được tăng tầm khống chế, với mong muốn của nhà game là đem Moren trở lại thời kỳ đỉnh cao vị tướng này. Nhưng theo tiên di chỉnh sửa bằng này ấy, thì còn lâu lắm. Còn theo anh em thì sao? Comment đi nào. Mina, nhận thấy Mina quá bá đạo ở đoạn đầu game, dù là cầm đi trợ thủ hay là đi sâu đường, nên đội ngũ chỉnh sửa ấy, họ phải chảm ngay cái nội tại và chiêu một cô nàng ở đoạn đầu, để thời điểm đầu game ấy giảm đi áp lực cho rừng hay là đi đường và cả xạ thủ khi phải đối đầu với cô nàng này. Chắc là ông chỉnh sửa là fan của Lavi rồi. Bù lại Mina nhá, sẽ có giai đoạn cuối game mạnh hơn một chút và càng lướt bá hơn. Tulen, chắc các bạn nghe qua câu Arena ập Tulen rồi, đây là game của Tulen mà. Đợt chỉnh sửa trước ấy, Tulen đầu game yếu hơn nhưng cuối game vẫn là quá khét. Đội ngũ chỉnh sửa game đã phải bấm nút reset thêm một lần. Nội tại sau khi giảm hơi quá tay nên lần này được buff thêm sát thương. Còn chiếc cuối sau khi giảm hơi quá tay, lần này đã phải điều chỉnh khiến cho late game của Tulen nhá cực kỳ khủng khiếp. 30% ư, đủ đồ nó phải hơn thế cơ. Vì 100 công phép của Tulen nó đã thêm 1% rồi. Chỉnh sửa này chắc là do gươm Loki lần này bị giảm một chút sát thương này mà. Dự đoán vui một chút, chắc là lúc chuẩn bị cập nhật bản chính thì Tulen lại tiếp tục tăng khét nữa cho mà xem. Thêm quá anh em ạ, giờ cầm Tulen đi mid là nhiều, nên chỉnh sửa vậy chả lo ảnh hưởng quá lớn ở trận đầu game đâu. Illumia, đợt chỉnh sửa vừa rồi Illumia bị giảm tốc độ tung chiêu và là một pha quay xe của đội ngũ chỉnh sửa. Khi mà họ cảm thấy tốc độ ném cầu của Illumia có phần chậm quá và bọn cơ động né ngon lành, thì lần này trả lại tốc độ như ban đầu nhưng tăng thời gian hồi chiêu lên, để cố ý muốn giảm chút chút sức mạnh của nàng đây mà. Tachi, sau cú chỉnh sửa đi ở dòng đất đúng như đen với Tachi khi chiêu cuối bị xóa, không còn chọn là mục tiêu ở máy chủ nghiệm, thì lần này tiếp tục là một động thái nhằm xoa dịu cộng đồng fan của Tachi khi mà tăng lớp giáp ảo các bạn nhận được khi bạn khai mở phong ấn và cả khi bạn đánh thường sau đó được gia tăng khá nhiều. Cá nhân TNG và nhiều các bạn chắc chắn rằng chỉ cần cái cơ chế chiêu cuối quay lại là được rồi. Chứ chiêu cuối bây giờ ấy chỉ có 40% biến thương và không bị chọn làm khống chế, hơi ít. Vừa rồi là đi nhanh, còn bây giờ chúng ta đến với chi tiết nhá. Đến công đoạn chém gió. Công đoạn chém gió này thì khá mất thời gian của anh em đó. Vào việc thôi. Đầu tiên là chỉnh sửa tướng nè, nắc rốt nhá. Triển con nắc rốt đầu tiên, nhìn đơn giản là chiêu 1 tăng đam đúng không? Đó là đam ở chiêu thức và cả công lý cộng thêm. Vui thôi anh em. Chiêu 2, đa phần chúng anh em muốn farm lẹ hơn cùng với con nắc rốt ở dạng đầu game ở khu rừng mình. Nếu các bạn có đi cướp thì sẽ nâng 2. Và chiêu 2 của anh em tăng đam.
Tuyệt vời chưa ạ? Giúp anh em thì farm lẹ ở đầu game hơn khi bạn có cấp độ 1 và các bạn không muốn đi cướp rừng thì nâng 2 để farm lẹ hơn nhá. Nói chung là tin vui nắc đốt thôi. Nghe nói là chuẩn bị kết hợp skin gì đó anh ạ với bên vương giải vĩnh diệu. Tiếp theo là Mina nè. Quầy quầy quầy. Mina rất là khó chịu nhá. Đầu game mà đi quấy phá đáng gờm đấy. Và anh em thấy đây. Cái này là cái thừa nha anh em nhá, bỏ đi. Chúng ta đến với cái nội tại của Mina nào. Nội tại Mina. Có thể thấy sự chỉnh sửa Mina ấy, nó ở nội tại và chưa một nhằm hạn chế con nàng ở dạng đầu game quá căng. Nhưng các bạn có thể xem chỉ số đúng không ạ? 4%, 5%, 6%, 7% và theo cấp là 1, 5, 9, 13. Tức là khi bạn càng về sau khi đủ cấp độ ấy thì các bạn sẽ được hoàn trả lại và sẽ được nâng tầm lên một chút. Đấy, tức là càng về sau ấy thì các bạn lại càng đáng gờm hơn. Như vậy anh em xạ thủ cũng khóc đây anh em ơi. Nhưng mà thà là khóc ở sau chứ còn bây giờ khóc từ đầu ấy thì rất là khổ đúng không? Chiêu 1 này cái lượng sát thương được hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh ở đây ấy là hiệu chỉnh giảm đầu và tăng cuối. Hướng tới một Mina nó lết hơn một chút. Giúp anh em chơi xạ thủ ấy phải tự tin có đồ mới dám chơi đúng nào. Chứ ngay từ đầu nó áp chế ấy, chơi sao nổi đây. Tu lên nè. Nội tại. Nếu mà các bạn xem các video trước của Trảm Game ấy sẽ biết rằng Tolen nó thay đổi 3-4 lần rồi cơ. Nên TNG ở cuối video ấy sẽ gửi đến cho anh em các bản cập nhật khác để các bạn tránh là nhìn vào một cái không hiểu. Tại vì các bạn không được xem từ đầu, không được đi theo trình tự của Tolen ấy sẽ rất là khó hiểu. Đầu tiên cái nội tại nhá. TNG tóm tắt lại với cái đợt chỉnh sửa trước ấy là 5 đợt set nó bằng sát thương nhau. Thay vì bây giờ là mấy đợt set đầu là nó đam to sau đấy bị giảm xuống thì bây giờ là 5 đợt set bằng nhau. Thì nhà làm game họ thấy là giảm như vậy thì đầu game của Tolen nó đúng là hơi thọt một chút thật. Đấy, thành ra phải tăng thêm một chút sát thương cho vị tướng này ở cái nội tại. Và chiêu cuối. Chiêu cuối từ 30% giảm xuống 23% và từ bây giờ 23% là 20%. Các bạn nhìn 20% sẽ thấy buồn đúng không? Buồn cái gì mà buồn này anh em? Hãy nhìn vào cái đoạn đó chính là 1%. 1% máu đã mất của mục tiêu với 100 công phép. Với một cái con Tolen để lên 1.000 công phép hoặc là 1.500 công phép ấy, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thành ra ở đầu game công nhận ok, yếu một chút, không sao, lết. Làm gì có chuyện là chỉ 30% mà anh em, hơn 30% luôn. Tin điều đó đi anh em. Nói chung con Tolen nó sửa nhiều lắm rồi ấy. Moren nè. Đợt trước mình có hiệu chỉnh một chút Moren rồi, nhưng mà chưa ăn thua. Thành ra đợt này bên nhà làm game họ chỉnh sửa ấy, thì họ lại chỉnh sửa tiếp. Đầu tiên là cái tầm bắn là 7m nè. Và quan trọng bây giờ là cái cú chiêu 1 này anh em ơi. Chiêu 1 bây giờ là cố định thời gian hồi chiêu là 6 giây. Bắn phê phải biết. Và cơ chế giảm hồi chiêu hồi thêm nè. Đòn đánh thường trung mục tiêu giảm 10% thời gian hồi chiêu. Tuyệt vời chưa ạ? Chiêu 1 dùng được nhiều hơn, tức là sát thương gây ra nhiều hơn, giữ nội tại ngon hơn, hút máu đỉnh hơn. Cái gì cũng tuyệt vời đúng không nào? Chiêu 2 phạm vi sử dụng. Anh em nấy coi clip của cái con Moren TNG gửi tới anh em chưa? Cái phạm vi của nó là 8m. Tức là anh em có thể ao kẻ địch ngon hơn, tầm xa và dài hơn. Ít ra là nó xa hơn cái chiêu hải con zone nhiều. Khả năng khống chế xa giúp Moren có thể an toàn. Nhưng nói thật với anh em nhá, chỉnh sửa tầm này ấy, so với cái mặt bằng chung của vị tướng xạ thủ hiện tại ấy, thì rất là khó cho Moren để cạnh tranh được. Illumia nè. Đơn giản thôi anh em. Đợt trước là bên gà rán họ chỉnh cái tốc độ bay ở cầu đúng không nào? Tức là họ cho cái tốc độ bay ở cầu xuống 11m/s. Nhưng mà họ thấy là yếu quá. Thực ra bây giờ họ chỉnh lại thành 12.5, tức là trả lại như ban đầu. Nhưng mà họ cảm thấy như vậy ấy, thì cảm thấy mình quá là ngáo, đúng không ạ? Thì sẽ bị anh em chửi bảo là kiểu là quay xe ghê quá, quay xe nhiều quá. Thực ra họ để cho bớt quê hơn ấy, họ quyết định là tăng thêm 1 giây của chiêu 1. Thật ra nếu bạn lên đồ hồi chiêu ấy thì vấn đề tăng 1 giây không phải là quá lớn. Đương nhiên đây vẫn là một giảm sức mạnh của Illumia nha anh em nhá. Tachi bù đắp cho việc cái chiêu cuối ấy, không còn là không bị chặn mục tiêu mà chỉ còn 40% miếng thương và không bị khống chế thì cái nội tại sẽ được hiệu chỉnh tăng thêm. Đó chính là lớp giáp khi bạn khai mở phong ấn tăng lên và giáp tay khi bạn đánh thường sau khi bạn khai mở phong ấn đồng dạng tăng lên. Tức là tăng cái độ trâu cho Tachi kiểu dạng bù đắp đấy anh em ạ. Nhưng mà chúng tôi cần anh em ơi. TNG từng nói là chúng tôi cần là cái chiêu cuối trở lại như ban đầu thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi mà. Chúng ta chuyển sang trang bị nhá. Phần 2 là chỉnh sửa trang bị nè. Trang bị cầu chiêm tinh. Đơn giản thôi, đây là cái tạm thời anh em ạ. Tên tạm thời thôi, đợi khi nào ra ấy thì chúng ta mới biết được. Trang bị công phép này là kiểu như là sao nhỉ, một cái đồ thu nhỏ của cái chợ bùng nổ.
Lily, Rat và rất là nhiều vị tướng khác kiểu như là Iggy, Chrissy, chắc là thích cái trang bị đấy anh em ơi. Ngay khi lên đấy đã là gây 180 sát thương phép rồi. Và hồi chiêu 5 giây nha mấy ông nhá. Công thức đây nè, rất là nhanh ngắn gọn nào, hợp với các vị tướng chơi phép. Và đây là trang bị cấp 2 cấu đỉa gọi là tuyệt vời. Khi các bạn lên cái triệu bùng nổ đấy ạ, anh em xem công thức đi, đó chính là thêm 2 cái sách phép. Tuyệt vời chưa? Wow wow. Cầu chiêm tinh, sách phép giá là 1k8 giống nhau thôi anh em ạ. Các chỉ số ở triệu bùng nổ nó đồng loạt giống nhau nha anh em nhá. Khi mà các bạn lên được triệu bùng nổ ấy, đó chính là 100 cú phép cộng 40% công phép của vị tướng đó. Đấy, tuyệt vời chưa? Tức là nó nâng cấp hơn cái khoản cái cầu chiêm tinh, cái tên tạm này là không phải là 180 công phép mà là thêm, tức là 100 cộng thêm 40% công phép của vị tướng sử dụng đó. Tuyệt vời chưa? Và đồ nâng cấp này, anh em nào mà lên triệu bùng nổ ấy thì sẽ cảm thấy là không quá lạ đâu. Như đấy, đây là công thức của phiên bản hiện tại trước khi sửa nè. Đó, TNG cho vào đây để các bạn tiện so sánh. Đây, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Chuyển sang mặt nạ Berit nè. Mặt nạ Berit, khi mà các bạn hướng lên mặt nạ Berit ấy thì các bạn sẽ lên cái cầu chiêm tinh. Tức là ví dụ nha anh em nha, ví dụ nha, ví dụ Laurel lên cái mặt nạ Berit này, đúng không ạ? Thì Laurel ở đầu ấy sẽ có những pha chiêu 1, chiêu 2 có bùng nổ sát thương giống kiểu chiêu bùng nổ. Hoặc là Max ấy, Max dùng ấy anh em, nó sẽ nổ đôm đốp nếu các bạn chưa lên đến cái mặt nạ Berit. Và khi các bạn lên được cái mặt nạ Berit này thì các chỉ số của nó lại giống với bản hiện tại. Tức là vẫn là chiêu thức trúng địch khiến kẻ địch chịu phần trăm máu hiện tại của mục tiêu các kiểu. Và vẫn là 120 công phép, vẫn là 10% giảm một chiêu, vẫn là 30 hồi năng lượng, đúng không ạ? Nhưng cái khác biệt ở đây là 200 giáp. Sẽ không còn 200 giáp cho anh em mà sẽ là 600 máu. Một số vị tướng ấy thích giáp, nhưng một số con bài lại thích máu cơ. Đấy, anh em để kể tên các vị tướng thích và ghét sự hiệu chỉnh này được không? Ví dụ Laurel, Laurel thích giáp hay là Laurel thích máu đây? comment anh em ơi, TNG tin chắc rằng đây là cái đồ và cái trang bị mà rất là nhiều anh em sẽ comment dưới video ở trong video này đấy. Găng Hercules thịnh nộ. Nếu mà bạn nào mà chưa xem cái clip trước của TNG ấy thì ở cuối video TNG sẽ giới thiệu lại cho anh em cái găng Hercules thịnh nộ là như nào. Đây là một cái găng rất là hợp với anh em mà chơi đấu sĩ và tanker. Bởi vì sao? Bởi vì nó là đốt sát thương nạn nhân máu tối đa của bản thân. Nếu mà skirt lên cái đồ này ấy, bụp 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 bụp, toàn là 200. Wow, quá đỉnh. Chính vì cái đợt trước mà TNG chỉnh sửa, TNG test cho anh em ấy. Đấy, chứ TNG làm sao chỉnh sửa được. TNG test cho anh em ấy thì thấy nó đấm ghê quá. Tức là nó không có cái thời gian hồi anh em ạ. Tức là kiểu nó cứ đấm cái sát thương liên tục như này, ai mà chịu được ạ. Đặc biệt là con Victor TNG test cho anh em ở đó. Không biết anh em xem clip đó chưa, tức là cái đồ trang bị găng mới. Ông nào xem để cho TNG biết được ạ. Ông nào chưa xem thì TNG mới giải thích như vừa rồi đó. Tức là bây giờ nhá, nó sẽ hồi chiêu 1 giây. Tức là sau khi đốt xong 3 giây nó sẽ hồi lại 1 giây. Sau 1 giây ấy, thì các bạn mới có thể tiếp tục đốt 3 giây đó. Nói chung là chỉnh sửa này vẫn còn khiến cho cái găng ngon lắm anh em ơi. Chúng ta chuyển sang chỉnh sửa đồ rừng đi. Đồ rừng cấp 1 nè, thêm 10 công lý cho tất cả vị tướng lên đồ này. Nhưng mà kinh nghiệm tăng khi bạn hạ quái rừng ấy, thay vì là 20% giảm xuống chỉ còn 15%. Tức là khi bạn lên đồ rừng này thì cái kinh nghiệm của anh em ở cái loạt, ở cái loạt hai bên quái rừng ấy thì các bạn sẽ bị giảm một chút kinh nghiệm. Như vậy là chúng ta phải chăm ra đường mid nha anh em nhá. Anh em phải ra đường mid để farm chung với thằng mid thì các bạn mới có thể tối ưu cái lượng kinh nghiệm được. Nếu không các bạn sẽ bị giảm đi 5%. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng anh em ơi, bởi vì chúng ta sẽ lên đồ rừng cấp 2 thật là lẹ. Nhưng mà đồ rừng cấp 2 đồng dạng cũng bị giảm một chút kinh nghiệm đấy nhá. Chút chúng ta từ từ khám phá. Còn cái 10 công vật lý này ấy, ông nào mà đánh tu len đi rừng ấy chắc cũng chẳng thích cái 10 công vật lý cho lắm đâu. Nhưng mà các vị tướng anh em biết đó, ngoại trừ cái thằng ngộ khí ấy thì chắc các vị tướng khác ấy họ sẽ lên đồ rừng cấp 2 hoặc đồ rừng cấp 3 rất là sớm. Tiếp theo là chỉnh sửa đồ rừng cấp 2. Như là cái đao truy kích này này, hên cái này nó thêm 20 công lý, thành ra sự hiệu chỉnh này không ảnh hưởng quá lớn đấy anh em. Diu, đương nhiên rồi, giảm máu này à. Gươm hiến tế thêm 40 công phép, ảnh hưởng không phải là quá lớn. Cung, đây, thêm cả 20 công lý cho mấy ông nhá. Nhưng cái các bạn phải quan tâm được chính là, thứ nhất là nó giảm thộ đánh này, rồi giảm các chỉ số khi bạn hạ quái rừng đúng không ạ? Đồng thời kinh nghiệm tăng khi bạn hạ quái rừng ấy, 35% xuống 30%.
Thực ra ấy, kinh nghiệm khi bạn hạ quái nó giảm ấy, ảnh hưởng không? Chắc chắn là có. Nhưng khi các bạn chuyển lên đồ cấp 3, tức là các bạn up cái đồ cấp 3 lên ấy, nó sẽ không còn bị ảnh hưởng. Và cái quan trọng là khi mà lên đồ cấp 3 ấy, nó tính kiểu khác. Ok, chúng ta chuyển sang đồ cấp 3 đi. Đồ cấp 2 các bạn chỉ cần biết là nó có giảm các chỉ số và một số cái kiểu như là kiếm chuồn ấy, nó được cộng thêm một tí công lý, thành ra ảnh hưởng không phải là quá lớn, hay là kiểu giống như kiểu gươm Loki. Ok, đồ rừng cấp 3 này. Kinh nghiệm tăng khi hạ quái thì về như ban đầu là 35% như bản chính hiện tại. Cái kiếm chuồn có sự thay đổi rất là lớn. Xóa nội tại linh thú, tức là chém vào tướng địch ấy, là tăng phần trăm sát thương, hình như là 8% nếu tiên di không nhầm như vậy. Nhưng các bạn đừng vội buồn, bởi vì bù lại ấy, là chúng ta có 75 xuyên giáp. Các vị tướng sốc đan như kiểu là ngộ khí ấy, chắc là không vui đâu. Nhưng mà mấy ông đấu sĩ sát thủ chém từ từ ấy, chắc lại mở hội ăn mừng. 75 xuyên giáp mà, chém được là vui rồi anh em. Sự bù đắp không tệ đúng không nào? Anh em thích 75 xuyên giáp đấy không ạ? Và các bạn thì kể cho tiên di biết các vị tướng nào thích 75 xuyên giáp ở cái kiếm chuồn này được không? Ví dụ Quillen không muốn lên ấy thì cũng phải lên đúng không? Ngộ không không muốn lên thì vẫn phải lên thôi. Chẳng lẽ lại lên dìu, lộ tầm nhìn chết đúng không? Chúng ta chuyển sang gươm Loki đi. Gươm Loki đây 140 công phép đấy ạ. Và cung báo tố nè, 30 công vật lý và 20% tốc độ đánh nè. Dìu, cái dìu là sự thay đổi rất là lớn. Vừa rồi ở dìu 2 ấy, là tiên di chưa muốn nói sớm, bởi vì tiên di muốn kết hợp cả dìu 3 để nói về cái dìu 2. Bởi vì dìu 2 bây giờ nó im ba lắm anh em ạ. Đầu tiên ấy, các bạn nhìn công thức đúng không ạ? Dìu Gnosh, không biết đọc đúng hay không, bỏ qua. Giáp nhẹ cộng với nhấn hồng ngọc thay vì cái team Incubus. Thay đổi công thức rồi nha anh em nha. Nhìn công thức đi, đây là công thức của phiên bản mới, chứ không là công thức hiện tại. Tuyệt vời chưa ạ? Đây, cháy bỏng chưa? Và khi các bạn nâng lên đồ cấp 2 ấy, các bạn có thể đốt sát thương. Mọi khi các bạn lên đồ cấp 2 xong, các bạn phải thêm cái quả team Ecubus để lên đồ cấp 3. Tức là gần lên đồ cấp 3 các bạn có team Ecubus thì các bạn mới có thể đốt sát thương được. Thì ở cái bản mới hiện tại ở máy chủ nhiệm ấy, là các bạn chỉ cần lên đồ dìu 2 thôi là các bạn đã có thể đốt được rồi. Và sát thương đốt này gây 50-78 sát thương phép và tăng thêm 50% lên lính và quái. Nó giống kiểu là nội tại của team Incubus, nó gắn vào đây luôn rồi. Tức là các bạn không cần phải lên cái team kia mà các bạn vẫn có nội tại của nó. Tuyệt vời chưa? Ví dụ ở đây thực tế nè, anh em thấy chưa? Đốt 75 đây, tuyệt vời chưa? Đó, dìu đốt sát thương xung quanh, vui chưa anh em? Tức là khi các bạn lên xong đồ 3 ấy, thì các bạn vẫn có những hiệu ứng tuyệt vời của nó đúng không nào? Và đó là lý do vì sao cái dìu 3 của chúng ta ở phiên bản máy chủ thử nghiệm là chúng ta thay đổi công thức. Đó là tất cả những sự thay đổi về đồ rừng từ đồ rừng cấp 1 nè. Đây, tiên gì kéo lại cho anh em coi nhé. Từ đồ rừng cấp 1 nè, đến đồ rừng cấp 2. Đồ rừng đấy, đây, đồ rừng cấp 2 là lớn nhất là ở cái dìu nè. Dìu cấp 2 là thay đổi lớn nhất đấy nha anh em nhé. Và đồ rừng cấp 3 thì thay đổi nhiều ở cái kiếm chuồn, thay đổi nhiều ở cái dìu Leviathan. Đó là sự tóm gọn của TNG về cái đợt chỉnh sửa này, gồm cả tướng, cả trang bị. Đây, cả trang bị mới, các vị tướng chỉnh sửa. Để tránh quá xa lạ, mời anh em xem bản cập nhật đợt trước. Quá nhiều sự thay đổi, trải nghiệm game đảm bảo với anh em xem xong các sự thay đổi này, các bạn sẽ hào hứng chơi lại một số vị tướng cho bạn xem. Thay đổi từ tướng nè, trang bị mới và một chút cơ chế thị trường. Anh em nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình với đấy, đừng để họ tối cổ. Và đừng quên bấm một like cho TNG thêm động lực nhé. Cùng TNG review ngay nào. Illumia đào vị tướng pháp sư khó chịu, khắc chế vị tướng sát thủ đấu sĩ lao vào một nhịp hoặc là cơ động không quá cao, kể cả đi trợ thủ nhá, cũng đủ khiến bọn xạ thủ khốn đốn. Những tình huống quăng cầu cường hóa không chỉ là đam mà là cả công chế, khiến bọn sát thủ đấu sĩ rất dễ bị hớ, không cẩn thận còn bị nằm xuống oan uổng. Hai quả cầu cường hóa đủ khiến mọi tướng ngao ngán. Sửa như vậy, khả năng dồn đam nhanh, hiệu ứng khủng bị giảm đi, kẻ địch thêm thời gian chống để chạy nếu đủ cơ động. Vẫn là một vị tướng đáng chơi nếu bạn cầm con bài kiểu là nhiều khống chế, thêm đó là cái lượng sát thương ở tầm xa an toàn. Modern thời gian qua luôn bị lép vế trước vị tướng xạ thủ tay dài và rất là khó khăn trong giai đoạn đi đường, lúc giao tranh thì khó khăn trong việc giữ vị trí. Điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến việc các bạn pick Modern trong rank. Sự thay đổi này của Modern rõ ràng là chưa quá nhiều sự khác biệt, vẫn rất là khó cạnh tranh với vị tướng xạ thủ thuộc top đầu meta hiện tại, nhưng mà tăng sức mạnh là vui rồi, khi ra nhà làm game còn biết nó tồn tại. Tachi sẽ thay đổi cơ chế từ không để chọn được mục tiêu trở thành không bị khống chế và sẽ đền bù thêm cho anh em là 40% miếng thương. Nhưng với TNG, thay đổi như vậy là quá tệ cho vị tướng Tachi này rồi, bởi vì chúng ta cần được chính là không bị chọn mục tiêu cơ.
chứ thấp máu và kẻ địch dồn đam, cho dù là 40% biến thương thì cũng nên bảo đến xấu thôi. Chúng ta cũng đến với găng Hercules mới, nội tại hoàn toàn mới, và đương nhiên lên đồ nó cũng khác. Sẽ không còn hóa khổng lồ đâu nha anh em nhá. Nó sẽ là 200 giáp và 1000 máu, cùng một cái nội tại ở trên là đốt, gây sát thương chuẩn theo phần trăm máu của bản thân, tức là bản thân người sử dụng trang bị này. Công thức đây anh em, hoàn toàn mới. Và chúng ta sẽ có một cách áp dụng khác nhau. Thêm 280 vàng. Đây, anh em coi đồ nhé. Có hàng rồi. Và bây giờ bắt đầu test thôi. Thí nghiệm trực quan nè. Đấm vào mồm cái thằng khỉ này luôn. Sát thương chuẩn. Đốt trong 3 giây. Điểm hay của nó là gì các bạn biết không? Đó chính là các bạn cứ đánh như vậy thì sát thương chuẩn liên tục gây ra, nó không ngoái thời gian hồi. Đánh càng nhiều, càng phê, càng lâu và càng duy trì. Được không anh em ơi? Ví dụ Omen quẹt, Flo, đâm chọc. Các bạn nhớ nhé, áo lửa, nó lấy phần trăm máu và nó đốt thành sát thương phép. Đấy là việc của nó. Nhưng mà khi áo lửa kết hợp với cái găng ấy, thì chúng ta có các loại sát thương như sau. Đó là sát thương phép của áo lửa. Và đương nhiên, nếu các bạn lên găng và bạn đập găng ấy, chúng ta có cả sát thương chuẩn của găng và cả đam vật lý của vị tướng Tara này. Tuyệt vời không ạ? Hãy comment các vị tướng thích được hưởng lợi nào. Còn nếu bạn lên hai trang bị là găng hay quét và mặt nạ, thì đương nhiên nội tại của mặt nạ nó không bằng găng. Nên các bạn biết đấy, chúng ta sẽ dùng nội tại của găng. Đây là tiên di bán găng rồi nhá. Test trực quan cho anh em luôn, xem phát là hiểu. Đang có mặt nạ, mua thêm găng. Không còn nội tại của mặt nạ mà chỉ còn nội tại của găng thôi. Nội tại nào cao hơn thì lấy nội tại đó. Tức là cái mặt nạ Berit này sát thương phép không thể bằng sẵn chuẩn được. Hiển nhiên đúng không? Một Omen có găng. Đỉnh không anh em? Chưa cần nội tại kích cái sát khí lên thì đã có thể gây rất là nhiều sát chuẩn rồi. Ví dụ Omen tinh linh chứ không phải là đấu khí, kết hợp thêm cái quả găng Hercules. Ôi trời ơi, quá là đỉnh luôn nào. Kết hợp với nội tại sao nhở? Anh em xạ thủ lại khóc thét rồi. Quá là đỉnh luôn. Và đừng quên lính quái tướng nhá, chứ không phải là chỉ tướng đâu. Tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn có thêm cái nội tại của rồng thì sao nhở? Mắc, hãy test cùng mắc. Đây là một mắc khi chưa lên găng, gây sát thương chuẩn theo nội tại. Nếu mà mắc có thêm găng thì sao? Sự khác biệt, hai lần sát thương chuẩn liên tục. Anh em thấy tuyệt vời không ạ? Đỉnh của chóp nhá. Vậy nếu mắc sử dụng chiêu cuối, găng có đốt sát thương chuẩn? Cùng test nhé. Bật lên. Có ghi luôn anh em ơi. Vậy thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng mắc sẽ sử dụng găng hay là sử dụng mặt nạ Berit đây. Tiếp tục đốt và giảm hồi phục cái địch kia. Test cho anh em luôn nè. Mặt nạ nhá. Mặt nạ đó chính là đốt cái sát thương phép. Và các bạn nhớ là chỉ được chọn một là găng, hai là mặt nạ thôi. TNG lựa chọn găng. Còn anh em thì sao? Cái đường mít anh em ạ. Con cua này đơn giản thôi, TNG sẽ ngắn gọn cho anh em. Đó chính là con cua này sẽ giúp cho anh em tăng vàng và kinh nghiệm. Giúp các bạn thứ nhất là vàng ai cũng muốn rồi. Kinh nghiệm đặc biệt là khi các bạn muốn lên cấp độ 4 sớm đúng không ạ? Một chút kinh nghiệm nó rất là quan trọng nhá. Thằng nào lên 4 trước thế nào chẳng lợi thế đúng không nào. Và đương nhiên trợ thủ mid nè, rồi thằng top, thằng rừng nó thể vào đây hỏi thăm. Thằng top thì nó có ấy con linh thú thủ vệ rồi, hình như là cái linh vũ hộ vệ hay sao ấy đấy. Còn bên đường rồng thì có chim đúng không ạ? Thì đương nhiên rồi, đường mid phải có ghẹ thì anh em, ghẹ xanh hay là cua càng xanh cũng được đấy. Nó rất là tuyệt vời cho mấy ông sử dụng phép nhá, hạ rất là dễ dàng luôn. Anh em đã thấy tuyệt vời chưa? Chúng ta cùng điểm lại một chút về cái con Tulen. Bởi vì các vị tướng nhà Malok này, rồi Nakdos ấy thì đã được chỉnh sửa rồi. Con nào mà đã được chỉnh sửa rồi ấy thì TNG không mang lên đâu.
Nội tại thì đơn giản thôi anh em, cú dí đầu nó bị giảm đam, nhưng mà mấy cái cú dí sau ấy, kẻ địch mà ăn trọn cái các điểm giật xét của Tolen ấy, nó sẽ bị gây rất là nhiều lượng sát thương. Nhớ nhá, ăn một hai lần đầu rồi nó chạy ấy, thì nó sẽ yếu hơn hiện tại, nhưng mà nếu ăn đầy đủ ấy thì nó sẽ mạnh hơn hiện tại. Đơn giản dễ hiểu thế thôi. Còn chiếc quầy sao nhỉ, lần đầu sửa ấy là từ 30% xuống 20, nhưng mà bên nhà làm game ấy họ thấy là 1% với 100 AP ấy lực quá, thành ra phải hiệu chỉnh lần hai bởi vì lết nó quá bá. Hiệu chỉnh lần hai thì thành là 23% máu đã mất cộng 1% trên 150 công phép. 150 công phép các bạn đã được thêm 1%. Như vậy là con Tolen chỉ cần nó có khoảng tầm 1050 là đã được hồi lại ban đầu là 30% rồi. Mà với một con Tolen lên phép ấy thì 1050 chả chuyện nhỏ đâu anh em ạ. Ví dụ luôn là chứ là công phép mà tầm 1005 ấy thì chắc chắn sẽ đau hơn hiện tại rồi. Đúng kiểu con cưng mà giảm. Không, nếu nó giảm là cũng đúng. À, vẫn nói được nhá, tức là giảm ở dạng đầu game và khá là bá ở dạng late game. Cân bằng vị tướng này không phải là dạng vừa đâu nhá. Chúng ta cùng tiếp tục đến với sự thay đổi ở cái cục máu trụ. Đầu tiên là cục máu ở cái đường dưới này nè. Các bạn xem thông số đi ạ. Hồi phục 20% năng lượng, quá tuyệt vời. Hồi 250 máu và 35 năng lượng mỗi giây trong 6 giây. Thú vị đấy chứ. Nói chung là tăng trưởng để các bạn có thể bám trụ đường tốt hơn. Nếu các bạn lên thêm cái quả Phượng Hoàng Lệ cho một số vị tướng ấy thì hiệu quả lại càng có thể tối đa. Chúng ta hiệu chỉnh thêm cả cái gói máu ở cái hai trụ cánh anh em nhé. Đây, đồng dạng là gia tăng rất nhiều. Tuyệt vời đúng không ạ? Tức là nhà làm game họ đang muốn anh em thể trụ đường dễ dàng hơn, đặc biệt là với các vị tướng không có khả năng hút máu hoặc là hồi phục quá khỏe. Một sự thay đổi rất là tích cực nha anh em nhé. Gia tốc tế đàn thì sao? Cái gia tốc tế đàn ấy đơn giản thôi anh em. Ông nào mà thích đi cướp rừng nè, thích đánh nhau ở dạng đầu game ấy, với sự thay đổi của cái gia tốc tế đàn này ấy, trước phút thứ hai, đặc biệt là mấy ông thích cầm mấy con Arum hay là mấy con kiểu đi đùn phái kiểu con Thên nhá, hay là kiểu Grack nhá, có thể hoặc là kéo 3 tụm 5 đi sang cướp phái ấy, chẳng may bị bảng đếm số, thì trước phút thứ hai khi các bạn hồi sinh đúng không ạ, sẽ tăng 50% thời gian gia tốc tế đàn. Tuyệt vời chưa, giúp cho anh em có thể tiến ra giao tranh dễ dàng hơn. Đây là cái thông số của bên gà rán cung cấp, thành ra là TNG không biết tại sao lại ghi là 50% thời gian nhỉ, hay là do TNG học toán kém quá. 9 giây, 50% của 9 giây là 4,5 đúng không ạ? Ui, nhìn u cả đầu ấy nhỉ anh em. Tức là 50% của tăng tốc tế đàn là từ 4,5. 4,5 50% thì có phải là 9 giây quá đâu nhỉ? Phải là 100% gia tốc tế đàn là 4,5 là thành 9 giây chứ ta. Ôi trời ơi, u cả đầu anh em ơi. Ông nào học toán giỏi thì báo tiên gì được ạ? Trời ơi, đau đầu quá. Thôi bỏ qua đi. Không anh em lại khó hiểu u đầu với tiên gì nào. Cứ nói cái gì tính toán ấy là tiên gì rất là đau đầu anh em ạ. Khổ, mất gốc toán mất rồi. Quên chưa hỏi anh em là cái đợt thi vừa rồi anh em được bao nhiêu điểm đấy. Comment dưới video đi nhá. Đồ trợ thủ nè. Cái này ấy, rất là quan trọng. Bởi vì anh em, nếu các bạn đi đánh đơn ấy thì việc các bạn bị đi trợ thủ là chuyện hết sức xảy ra bình thường. 16 điểm nội tại tăng lên thành 20 điểm. 10 phút các bạn sẽ đủ 20 điểm này. Thoải mái nhá. Ảnh hưởng lớn nhất đó chính là đồ cấp 2. Có thể là nhà làm game ấy họ thấy là bọn trợ thủ ấy bây giờ nó khỏe quá. Anh em công nhận là khỏe đúng không? VTS trợ thủ nè. Nào là Rumbua, Badum các thứ. Rồi bây giờ thêm cả con mấy con Helen các thứ nè. Đấy, rất là khỏe lực luôn. Hay là Malok nè. Malok lên hỏa hệ cũng chém ra đâu. Helen lên thủy hệ thì cũng búp rất là khỏe. Đấy, còn bọn nào lên châu mà lên cái thổ hệ ấy thì cũng rất là căng. Đó là lý do vì sao mà 10% giảm một chiêu đó ạ. Đồ cấp 2 giảm chỉ còn là 5% thôi. Bởi vì bọn trợ thủ mà nó có hồi chiêu quá mạnh ấy thì nó sẽ rất là bá đạo. Bởi vì hồi chiêu các bạn có thể lấy từ ngọc nè. Ngọc, các bạn ngọc tanh cho trợ thủ đúng không ạ? Ngọc tanh mới ấy, có thể là 6% hồi chiêu. Đúng không? Một số vị tướng là chơi 10% cơ. Thì nếu các bạn cộng thêm 10% quả này, lại có thêm 10% từ ví dụ là từ Thánh Châu đi. Đấy. Rất là căng thẳng đúng không? Đó là lý do vì sao phải hiệu chỉnh ngay. Nhưng các bạn đừng buồn về sự hiệu chỉnh. Tức là khi mà vật lý, công vật lý này từ 3 xuống 2 nè, từ 5 phép xuống 3 phép, rồi từ 50 máu xuống 40 HP ấy, các bạn đừng có lo lắng. Hay là từ 10% hồi chiêu đúng không ạ, xuống 5%, đừng lo lắng anh em ơi. Bởi sao, lên đồ cấp 3 các bạn lại có 10% hồi chiêu, các bạn lại có chỉ số ngon,
từ 16 đến 20 sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt của cái phép vật lý và máu này. Ok chưa anh em? Tức là nhà làm game họ muốn là khi chúng mày đủ vàng lên đồ cấp 3 thì khoảng tầm giai đoạn đi đường đã qua khá lâu ấy. Đấy, thì bạn sẽ đủ đồ cấp 3 để búp, đúng không ạ? Đa phần các bạn đi trợ thủ ấy sẽ lên cái đồ này đầu tiên, đúng không? Sau đó các bạn đưa lên cái đôi giày, giày gì thì tùy trận, tùy tướng. Sau đó các bạn lên đồ cấp 2 này, sau đó các bạn up đồ cấp 3. Trình tự nó vậy mà. Thì khi mà các bạn lên đồ cấp 3 ấy, các bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề chỉnh sửa đây. Nhớ nhá, lên 3 là không phải lo lắng vấn đề này. Điều chỉnh cái nội tại hậu cần cho anh em trợ thủ này à. Nếu mà cái lượng vàng mà anh em đi trợ thủ mà CP4 thứ 5 ấy, các bạn sẽ được gia tăng thêm. Nhưng mà nếu các bạn là thằng trợ thủ mà ăn mạng hàng đầu này, kiểu giống các bạn đánh Batman này, vàng thì nhiều nhất team này, hoặc là đứng thứ 2 team này, hoặc là đứng thứ 2 bản đồ, đứng thứ 3 bản đồ ấy, thì các bạn sẽ không được hưởng cái này. Nhưng chỉ cần các bạn đứng thứ 4, thứ 5, đây là ưu đãi cho anh em trợ thủ nha. Tức là 3 phút đầu nè, 3 giây tăng 6 vàng, 3 đến 6 phút tăng 8 vàng, và sau 6 phút cứ mỗi 3 giây tăng 10 vàng. Tuyệt vời chưa? Và nếu cái lượng kinh nghiệm của anh em đứng tư thứ 5 ấy sẽ tăng 8 kinh nghiệm trong mỗi 3 giây. Tuyệt vời không? Và cái nội tại khiêm nhường này sẽ tăng từ 8 phút đến 10 phút. Thực ra thì tăng thế này anh em đi trợ thủ sát thủ ấy thì cũng không thích cho lắm đâu. Nhưng mà anh em đồng đội của trợ thủ lại thích. Bởi vì sao? 10 phút thì mới mất đi mấy cái này cơ mà. Đúng không ạ? Cái nội tại khiêm nhường là gì? Là các bạn farm ấy, là cái thằng đồng đội nó được hưởng vàng đấy anh em ạ. Nhưng mà đáng ra hiện tại ấy, là qua 8 phút là các bạn farm, các bạn last hit, các bạn nhận tất. Tức là không hẳn là nhận 100%, nhưng mà cái lượng chia cho anh em sẽ được nhiều hơn. Nhưng mà sau này ấy, sẽ là 10 phút. Như vậy là có lợi cho mấy ông xạ thủ nhá, có lợi cho mấy ông đồng đội nhá. Ok, đó là sự hiệu chỉnh một chút review về cái đồ trợ thủ này. Nếu mà sai sót ở đâu, nhớ comment để có thể chia sẻ và bổ sung cho TNG nhá. Bởi vì đây chỉ là chém gió theo ý kiến cá nhân, và là chém gió theo kiểu là tức thời, tức là nhìn và chém gió luôn, chứ không phải là chuẩn bị cái gì đó. Tức là không có chuẩn bị gì đâu nha anh em nhá. Ai dài đợt trước TNG bảo rồi, cái chiêu 2 của nó ấy, nó sẽ cân bằng lại với pháp sư sát thủ và xạ thủ. Chứ bây giờ con ai dài nó gọi là nó chảnh lắm anh em ạ. Nó phải thích đi cùng với Crush nào, đi với Floor, rồi đi với bọn pháp sư kiểu Lidiana hoặc là bọn ra tay thôi. Đấy, lần này hiệu chỉnh nha anh em nhá, ngon chưa? Từ 100% xuống còn 50%. Hiệu chỉnh mấy cái thông số này nó sẽ ngon hơn cho anh em, và bớt bị phụ thuộc vào kiểu là phải lên phép hay là phải lên tanh gì đó. Giúp anh em thể dễ dàng bay lên nhảy xuống, tức là chuyển người này nhảy người kia tiện lợi hơn. Và chiêu cuối, chiêu cuối nha anh em nhá, cố định. Cái cố định cũng có điểm hay của nó anh em nhé. Cái cố định có điểm hay của nó chính là nếu mà chẳng may ai ra lên bảng điểm số này, rồi là ai ra ví dụ là thả ra tranh ở cái thủ trụ này, thả ra tranh ở rồng này, thả ra tranh ở tà thần, thằng nào dám đánh ở trong tranh đấy ạ, đồng đội sẽ được tăng 30% tốc chạy, và cái địch sẽ bị biến hình trong khoảng 2 giây. Nếu mà bọn nó có hóa giải khống chế hoặc là đồ miên khống chế là toang ngay đó. Thực ra nó cũng điểm lợi điểm hại đúng không nào. Volcat hiệu chỉnh thêm một chút Volcat. Thực ra đợt trước TNG nói rồi, nhưng mà Volcat là chưa update được bản chính nên TNG phải nói. Còn con Malok và con Nakroth ấy, nó hiệu chỉnh rồi. Nghe nói là sang tháng 8 ấy, khoảng mùng 5 mùng 6 sẽ update bản bổ sung lần 2. Chúng ta chờ đợi nhé. Chiêu 2 giảm tầm, nói chung là thằng này nó vẫn ganh bá anh em ạ. Phải giảm tầm của chiêu 2, và chiêu 2 siêu quan trọng rồi mà. Và khi bạn găm trúng chiêu 2, nó cũng giảm tầm nốt cơ. Đấy, thành ra ông nào cơ động ấy vẫn có né được kết quả chiêu 2 lần 2 của con Volcat. Còn chiêu cuối, đợt trước chỉnh một lần rồi anh em ạ, nhưng mà bị chê là chạy chậm quá. Thành ra sau đấy là gà rán họ lại, tức là nhà làm game ấy, họ lại chỉnh thêm, tức là 30 lên 40% và từ 60 lên 70%. Nhưng cái điểm chí của nó là chiêu cuối bị khựng thêm 0,5 giây mới có thể bắt đầu di chuyển. Ôi trời ơi, khựng thêm 0,5 giây tức là lên ngựa phát các bạn bị khựng thêm 0,5 giây mà các bạn mới có thể truy đuổi cái địch. Thế này còn làm gì nữa anh em? Thế này tăng tốc là một cái gì ạ? Tăng có một xíu đúng không ạ? Tăng có thêm 10% mà lại chơi quả khựng 0,5 giây. Yếu cay không cơ chứ. Về cơ bản ấy nó hết chậm hơn hiện tại. Và chiêu 3 này ấy, nó lại khựng thêm 0,5 giây. Cay luôn anh em ơi. Quá cay. Ta ra thì TNG từng nói qua rồi nhá. Tức là anh em mất máu càng nhiều ấy, đam cùng lý tăng càng mạnh, và các bạn có thể sức đam địch dễ dàng hơn. Mất máu đây là mất máu hiện tại chứ không phải là máu tối đa. Ông nào càng ít máu ấy thì mất máu lại càng ít. Đấy, máu hiện tại nó điểm lợi là như thế anh em ạ. Tức là đây là sự lợi hại của máu hiện tại. Chiêu cuối sao nhở? Chiêu cuối đương nhiên rồi anh em. Hồi máu hơi bị căng đấy, nhìn chỉ số là biết mà. Nhưng cái điểm đáng tiếc của nó là bị xóa mất giáp, bởi vì hồi máu căng quá mà anh em. Người ta gọi là ban máu lấy đam.
nha anh em nha, tức là chắc là phải chơi kiểu Semi-Tara thôi. Dirac, đúng vậy anh em. Dirac thì chiêu cuối sẽ không thủ được cái đam trụ. Nói chung là buồn anh em ơi. Đó là các sự thay đổi ở tại phiên bản mới này. Đấy. À, cái phần này ấy, cái phần 2 này là TNG toàn kiểu là xem ảnh, xem chỉ số là chém gió luôn. Thành ra một số cái có thể bị vấp, một số cái có thể lỡ mà nói sai hay là nói quá hay là nói thiếu gì đó, các bạn nhớ bổ sung nhá. Và đừng quên bấm nút like, tiếp động lực cho TNG và đăng ký kênh để TNG có thể ra các video mới. Mà ra video mới các bạn đăng ký kênh và bấm chuông ấy, các bạn là người xem mới nhất, nhớ nhé, xem mới nhất.